Bữa giờ bận xem World Cup bóng đá, mình không có live stream cho mọi người xem được. Thì hôm nay mình dẫn mọi người xem đi một vòng và coi các cái giỏ lan, xem mọi người ưng cái giỏ nào thì có thể gọi điện mình để mua cái giỏ lan đó nha mọi người. Mùa này thì những cái cây ngân xuân này nó nở, nó đơm nụ hết rồi này mọi người. Chờ Tết nở hoa, cái này hôm bữa mình đem vô góc nó hơi xấu tí, khi nào làm lại nó cho nó đẹp. Và chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng của Phương nha. Đầu video thì mình dẫn mọi người đi xem ha. Đây, những cái giò sơn thủy tiên mình thuần 3 năm rất là đẹp như này. Một cái giò như này mình bán là 400.000 nha mọi người. 400.000 một giò như này. Hàng thuần 3 năm mọi người, mọi người có thể xem cái dàn rễ này, rêu nó lên rất là đẹp luôn. Đó. Cái này nó mình trồng một bên như này rất phù hợp, mọi người treo nó đổ về một phía như này nè. Sau khi đó thì cái hoa của nó sẽ tuôn ra rất là đẹp. Mình treo hai bên vách á, nó đổ hoa ra rất là đẹp. Hoặc cái giò như này thì 400.000 thôi. Số lượng mình cũng không còn nhiều đâu mọi người. Cứ một giò 400.000 nha mọi người. Đó, còn một ít thôi. Rồi. Tiếp theo mời mọi người đi xem. Đây, bên này có nhện 4N. Nhện 4N thì cây bên mình thì mọi người thấy rồi, hôm bữa làm mấy trăm cây mọi người, 200 cây á. Mà bây giờ mình còn khoảng gần 100 cây thôi. Cây nhện 4N của bên mình thì chất lá rất là đẹp. Mọi người xem ở đây, lá nó tròn, mid shape như này. Cứ một chậu như này là mình bán là 340.000 nha. Cây chưa to đâu mọi người, nhưng chất cây rất là đẹp. Từ độ xếp của dáng lá nè, độ mid của lá nè, lá rất là tròn, bản lá thì ngắn. Đó, cây nào cũng như cái đó. Những cái này thì hơi lỗi một tí, mình sẽ để lại, mình để lại mình chăm. Rồi, 340.000 một cây nha mọi người. Đây là một vài cây ở sau, nó còn một số nữa. Nhưng mà chất cây thì nó đều như nhau hết, đều là dòng bản lá to mít như này. Đó, bản lá rất là đẹp mọi người thấy đây. Cây bên mình cực kỳ đẹp nha. Rồi ok. Qua ở bên này thì bữa giờ mấy cây coqui lỗi thì mình đem ra mình trồng lại để sang năm cho mọi người ngắm hoa nè. Còn cây đẹp thì vẫn để bán cho mọi người. Và Corat coqui bên mình bán những cái chậu như này là 150.000 một chậu mọi người. 150.000 một chậu như này. Hoa Corat coqui thì cực kỳ đẹp. Nó mang cái khuôn bông của cây hoàng nhạn tháng 4 và cái màu hoa là của cây giáng hương cửu bảo tiên nên hoa nó rất là đẹp. Mình sẽ để hình mặt hoa để cho mọi người tiện theo dõi. Cứ 150.000 một cây và số lượng mình đang còn rất là nhiều để cho mọi người chơi. Đó, thì mọi người có thể trồng một chậu nhiều cây. Đây là chậu nhạn tháng 4 nhưng mà chúng ta cũng có thể trồng coqui y như này để chơi. Đây, mình trồng đây nè. Trồng đơn giản lắm, cứ bỏ 3 cây vào một chậu như này, chăm nó lớn lên đẹp lắm. Đây là những cây lỗi mình trồng thôi. Mọi người trồng cây đẹp thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Tiếp theo mình chỉ còn một vài cái chậu sóc lèo thuần đẹp như này. Hàng này là hàng thuần 3 năm mấy, gần 4 năm rồi nha mọi người. Nên mọi người có thể coi cái cây này, từ cái dáng cây tới cái chất lá nhìn mê lắm. Bởi vì cái thằng này là nó thuần từ rất là lâu rồi nên mọi người xem lá, cái dàn lá của nó đẹp không. Hoa sóc lèo thì sẽ nở vào khoảng tháng 3 cho tới tháng 4 dương lịch nha mọi người. Sóc lèo thì những cái chậu thuần đẹp như này thì là 1.2 triệu. Có những cái chậu nó nhỏ hơn thì mình bán khoảng 800-900 một chậu thôi. Và hoa của nó sẽ nở vào khoảng tháng 3 tới tháng 4 dương lịch. Mọi người xem cây này, cây đẹp lắm mọi người. Bởi vì nó được thuần rất là lâu năm nên mọi người coi cái bản lá, từ cái bản lá cho tới cái cây rất là đẹp luôn. Gọi là đẹp hoàn mỹ luôn mọi người. Đối với những cái chậu sóc lèo như này, số lượng những cái chậu này thì mình không có nhiều đâu mọi người. Là cái hàng tác phẩm để chơi mà. Mình sẽ để hình mặt hoa cái sóc lèo đây để mọi người tiện theo dõi nha. Mọi người mua về có thể sang chậu, sang những cái chậu gỗ nó sẽ đẹp hơn. Ở đây thì đang ở chậu nhựa thôi. Rồi, tiếp theo mời mọi người xem đây. Đối với người chơi lan bình thường thì mọi người sẽ rất thích những cây lan nở đúng Tết để được chơi hoa Tết. Nhưng mà riêng đối với cá nhân mình lại thích những cây nở trước Tết như này. Bởi vì mình là vừa chơi cũng vừa kinh doanh thì mình muốn nó nở trước Tết để mọi người có thể ngắm hoa của nó. Nó cũng mang tính chất trưng bày mọi người, nở trước để mọi người ngắm hoa. Nếu mọi người yêu thích thì có thể sưu tầm. Đây là những cây này mình ghép trên trụ lúa thì cố định rồi. Và mình sẽ bán cho mọi người những cây trong chậu cực kỳ đẹp. Mình sẽ dẫn mọi người đi, mình giới thiệu cho mọi người luôn. Đây là những cái chậu nghinh xuân mà nó sẽ nở đúng Tết này mọi người. Một chậu 3 cây như này. Và bên mình thì chỉ có hàng tác phẩm thôi nha mọi người. Riêng đối với năm nay mình chỉ làm hàng tác phẩm, không có bán hàng lẻ đâu. Cái cây thì cứ chậu 3 cây rất là đẹp. Cây nào cũng đang có nụ để chơi hoa Tết như này. Những cái thằng này thì nụ nhỏ thì chắc anh là nở đúng Tết rồi mọi người. Đó, chắc anh là nở đúng Tết rồi. Và một cái chậu này là 1.150.000, được thuần sẵn trong chậu gỗ như này luôn. Mọi người treo về chơi. Và
chơi qua năm, năm nào cũng chơi, mua một lần là chơi miết luôn nha mọi người. Rồi 1.150.000. Đối với cây thuần chậu là 1.150.000 một chậu. À, trên tay mình cầm đây. Còn cũng 3 cây nhưng có cục lũa thì là 1.300.000. 1.150.000 và 1.300.000 nha. Những cái giò tác phẩm như này thì là 1.300.000. Và bên mình thì cố định vít chắc chắn cả chậu, cả lúa, cả cây rồi. Mọi người chơi yên tâm. Mình cứ cầm, mình cầm như này để mọi người có thể hình dung nha. Cây thì thuần hơn 1 năm rồi. Và toàn bộ cây là đều đang có nụ để chơi Tết. Thường thì một cái gốc như này mình sẽ trồng 3 màu để mọi người chơi cho nó sướng. Có 3 màu khác nhau. Và hoa ngân xuân Thái thì lúc nào nó cũng lâu tàn hơn ngân xuân rừng mọi người. 1.300.000 cho một cái chậu như này. Số lượng thì không có nhiều đâu mọi người. Mọi người có thể thấy đó, không có nhiều đâu. Bởi vì hàng đẹp, hàng tác phẩm thì mình làm cái số lượng nó có hạn thôi. Rồi, nhà 4N thì mình còn một số đây. Cây, chất cây cực kỳ đẹp nha. Toàn là dòng lá xếp mít thôi mọi người. 340.000 một chậu. Mình sẽ để hình mặt hoa cho mọi người xem nha. Còn cô Kỳ cũng vậy, là 150.000 một chậu. Mọi người muốn mua hàng thì liên hệ cho mình qua số điện thoại để trên tiêu đề, trang Facebook Lan Rừng của Phương. Và cảm ơn tất cả mọi người đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Tạm biệt và hẹn gặp lại.